Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình về được một mẫu đồng hồ khá là đặc biệt và cũng là lần đầu tiên. Mẫu này rất là hiếm luôn. Đấy, thì đây là mình mua của người Nhật này. Thì đây gửi về cho mình là như thế này. Đấy. Anh em mua thì nhớ liên hệ trực tiếp Facebook cho mình nhá. Đấy, mình sẽ để ở phần mô tả cho anh em. Con này nhắc lại với anh em rất là hiếm. Cực kỳ là hiếm luôn. Bây giờ mình sẽ mở ra. Không có gì anh em nữa. Đây. Giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem. Mình ra bọc khá là cẩn thận anh em nhé. Đây. Đây người ta viết cảm ơn mình các thứ rất là đàng hoàng. Đây. Mã của nó đây. 77621. 77621 anh em nha. Nó là rất là hiếm luôn này. Đây. Zeppelin. Mọi người nhìn là đã biết rồi, nếu mà ai mà thích thương hiệu đồng hồ của Đức thì đây là mẫu đồng hồ của Đức anh em nhá. Hộp dài, hộp bằng nhôm. Hộp bằng nhôm anh em nhá. Hộp bằng nhôm, còn trên này thì bằng nhựa. Đấy, rất là tinh tế luôn. Cái câu chuyện hộp bằng gì thì không quan trọng. Mà cái quan trọng là đây. Anh em ạ, cực kỳ là chất luôn. Máy Đức nha anh em nhá. Máy cực kỳ là xịn luôn. Size 40 này. Size 40 mặt kính cong này. Tần số dao động là 2880 này anh em nhá. Chứ không phải là máy đời thấp, máy đời rất là cao luôn. Máy đời cao, mặt số vuông đẹp. Long lanh luôn anh em nào. Anh em nào thích đeo vuông thì khỏi phải bàn luôn này. Đây, đi chè quạt. Đi chè quạt. Góc 6 giờ anh em nhé. Chè máy cao cấp, máy ta cao cấp này. Mà 25 chân kính này. Con này cực khủng luôn. Chè máy cực khủng anh em ạ. Tần số dao động 2880 này. Tình trạng như mới anh em nhé. Mẫu này rất là hiếm luôn, không ai gặp, không ai có đâu. Mình cũng rất là nhiều rồi nhưng mà mình cũng chả kiếm được, nên là đầu tiên mới kiếm được. Đây, khóa cái thứ của nó nguyên anh em nhé. Khóa trong gì có gì lốc cứng luôn. Đeo đến mà dùng thì bây giờ nó hỏng được cái khóa này. Mà kiếm được con máy mà dòng máy của Đức mà lại dòng chạy máy cao cấp như thế này rất là khó luôn. Thiết kế rất là tinh tế anh em nhá. Về cái phần chất thép của Đức thì khỏi phải bàn, nó không phải nói nữa. Đấy. Cọc số các thứ làm rất là đẹp, ấn tượng luôn. Con này chắc là mình để đeo chứ chả muốn bán. Chào anh em, cảm ơn anh em. Anh em mà mua con này thì rất là hiếm luôn. Giá hơn 10 triệu anh em nhá. Giá hơn 10 triệu không có mà mua, thật ra mình cũng không muốn bán. Nếu mà mình có up lên thì up để đấy thôi, còn bán không thì cũng chưa biết. Chào anh em, cảm ơn anh em.